Thưa quý vị, Công an tỉnh Hòa Giang đã khởi tố vụ án bắt tạm giam Phó Chủ tịch và Nguyên Phó Chủ tịch huyện Phùng Hiệp để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Những người này liên quan đến sai phạm trong việc xét cấp nền xảy ra tại cụm dân cư vượt lũ thị trấn Cây Dương, huyện Phùng Hiệp, gây thiệt hại hơn 3,5 tỷ đồng. Theo cơ quan công an, trong thời gian từ năm 2011 đến năm 2015, các bị can Trần Văn Thắng, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phụng Hiệp, Trần Không Dận, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phụng Hiệp và Nguyễn Thanh Diện là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng Bình xét Hộ dân vào cụm dân cư vượt lũ huyện Phụng Hiệp đã có nhiều sai phạm trong việc xét cấp các hộ vào cụm dân cư vượt lũ thị trấn Cây Dương dẫn đến việc cấp sai 69 trường hợp gây thiệt hại hơn 3,5 tỷ đồng cũng trong hôm qua cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh hậu giang đã thực hiện lệnh khám xét nơi làm việc nơi ở của các bị can nói trên hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ